Em xin chào tất cả cô chú anh chị mình, mời tất cả cô chú anh chị mình xem những tác phẩm dự thi đạt giải tại hội thi Hoa Lan Vũng Tàu diễn ra vào ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 năm 2023 nha. Ở đây là những tác phẩm cây lai, khiến cây lai đạt giải. Ở đây là giải khuyến khích nha. Ở đây là những cái cây đạt giải khuyến khích. Cây lai thì rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp luôn. Nó rất màu lạ nữa, cho nên là rất đáng để cô chú anh chị mình chơi, mình sưu tầm. Đó, rất là đẹp luôn. Ở đây chỉ quay lên cho anh chị mình ngắm hoa thôi nha, tại vì những cái cây dòng lai nó rất là dài dòng, rất là nhiều tên. Nó có những cây thì anh chị mình ghi lên chậu thì mình xem mình sẽ thấy nó rất là nhiều. Anh chị thấy không, nó thừa hưởng những cái gen của bố và mẹ. Những cây nào mà nó trội thì nó sẽ rất là nhiều màu sắc. Nó những cái ưu điểm của cây cha cây mẹ thì nó sẽ là một cái cây lai đẹp phải có giá trị rất là cao. Đây là một cây rất là nhiều anh chị săn đón hỏi, nhưng mà em hiện tại em chưa có giống chia. Đây là cây của nhà em nha. Đó, thì được giải khuyến khích. Rồi mời anh chị mình ngắm cái chậu 40 Vũng Tàu. Đây là cây đạt giải nhất, một chậu rất là to, rất là đẹp, và chậu này được 4 bông xách ra mà ai cũng nhìn cũng rất là mê luôn nha. Rồi cái anh xách ra mà nhiều anh chị hãy ngưỡng mộ trầm trồ luôn. Đó, 40 Vũng Tàu. Đây là một cái cây thân lá rất là đẹp luôn. Hai cây này, cây vua cương sơn lai có trên bao sổ đó anh chị. Nó sổ ra màu vàng lửa đỏ, ba hoa như thế này mà đem đi được giải nhì luôn đó. Anh chị thấy không? Đó, cái chậu này được hai hoa, nó khác một xíu này ha. Nó có tia một chút tia cánh, được giải ba. Đây là cái chậu của nhà em. Đó, đây cũng là cây của nhà em luôn, được hai giải ba. Đây là những tác phẩm mini, nói chung là nó được đưa chung với là dòng cách tổng hợp anh chị. Đó, những cây này là cách tem, nó rất là nhiều cây đạt giải, nhiều tác phẩm đẹp đó anh chị. Những cây tem thì mình trồng chậu to á, nó ra nhiều vòi hoa như thế này là rất là đẹp luôn, thấy không? Còn đây là những tác phẩm dendro nha, dendro chớp. Dendro cây rất là cao to, vòi hoa rất là nhiều. Cây tác phẩm này cũng rất là đẹp, thực ra các anh chị nghệ nhân chăm sóc rất là kỹ lưỡng.